Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự 12 giờ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự nổi bật khung giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng nay, ngày 20 tháng 12, hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống 10 căn nhà trong đêm tại Khánh Hòa. Tiếng gào khóc, kêu cứu vang lên. Hai người tử vong đã đưa ra ngoài, còn 3 nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Cơ quan chức năng đang tích cực dùng máy xúc cùng hàng trăm người đào bới tìm những người đang mất tích. Đến hơn 10 giờ, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá khổng lồ. Tỉnh Khánh Hòa huy động hơn 300 người cùng máy móc đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân và giúp dân. Thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong những tin tức tiếp theo trên radionetnews.vn. Thưa quý vị thính giả, ngày 17 tháng 12 vừa qua, tại Thạch Hải, Hà Tĩnh xuất hiện vệt dài khoảng 20 mét sò lông dạt vào bờ. Hàng chục người gồm cả người già và trẻ em đã đổ ra bãi biển khai thác lộc trời. Số lượng ước tính khoảng vài chục tấn sò, giúp mỗi gia đình có thể thu nhập cả triệu đồng một ngày. Theo ông Nguyễn Trung Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, hiện tượng sò lông dạt vào bờ ở vùng biển địa phương theo chu kỳ hàng năm. Thông thường, mỗi khi biển động, sóng lớn là loài nhuyễn thể này bị sóng biển đánh dạt vào bờ, mang lại nguồn thu nhập tốt cho người dân. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, câu chuyện thưởng Tết của các doanh nghiệp lại trở nên rầm rộ. Đầu đầu cũng bắt gặp những câu chuyện về việc công ty này thưởng cả trăm triệu, đơn vị kia thưởng vài chục triệu. Nhưng có công ty lại chẳng thưởng đồng nào, người lao động chỉ mong được thanh toán hết nợ lương đã là mừng lắm rồi. Techcombank là ngân hàng đầu tiên tiết lộ về mức thưởng Tết dành cho cán bộ nhân viên trong dịp Tết Đinh Dậu. Theo đó, mỗi nhân sự sẽ được nhận thêm một tháng lương thứ 13. Ngoài ra, tùy theo năng lực cũng như kết quả kinh doanh của bộ phận và cá nhân, mỗi người sẽ được nhận thêm từ 1,5 tháng lương cho đến 6 tháng lương. Trong khi đó, ở vài ba ngân hàng làm ăn kém hơn, cán bộ nhân viên ở đó cho biết họ đã quen với việc Tết không có thưởng từ vài năm nay. Có chăng thì được vài trăm nghìn đồng, hoặc tốt số thì có tháng lương thứ 13 nhận vào đúng dịp Tết âm lịch. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quốc tế đáng chú ý. Rạng sáng nay, ông Donald Trump đã chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sau cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, tân tổng thống đã gửi lời cảm ơn đến người dân Mỹ rằng: "Tôi xin cảm ơn người dân Mỹ vì đã bầu tôi làm tổng thống tiếp theo với số phiếu áp đảo. Chiến thắng này cũng thuộc về hàng triệu cử tri đã nỗ lực hết mình. Với bước tiến lịch sử này, chúng ta có thể mong đợi một tương lai tươi sáng phía trước. Tôi sẽ nỗ lực làm việc để đoàn kết đất nước và trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ." Cùng với đó, Mike Pence cũng được bầu làm phó tổng thống trong chính quyền sắp tới. Quý thính giả thân mến, như tin đã đưa, hôm qua ngày 19 tháng 12, đại sứ Nga đã bị ám sát khi ông đang phát biểu tại một cuộc triển lãm. Nhiếp ảnh gia Osbilisi, nhân chứng của vụ việc, kể lại: "Anh đã sốc khi phát hiện sát thủ đứng ngay sau lưng đại sứ và bắn nhiều phát đạn vào lưng khiến ông tử vong tại chỗ." Sát thủ là Mevlut Mert Antitas, thành viên lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara, sinh năm 1994, bị tiêu diệt tại hiện trường. Nga lên án vụ ám sát là hành động khủng bố và cho rằng vụ tấn công có thể là âm mưu phá hoại quan hệ Moscow-Ankara. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đang tìm cách hàn gắn quan hệ bị đóng băng hồi tháng 11 năm ngoái khi Ankara bắn rơi một chiến đấu cơ của Moscow đang tham gia diệt phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Yeah.